Gomu huyền thoại, một huyền thoại được tái sinh, triệu tập hải tặc mạnh mẽ nhất One Piece, nhập vai đấu tướng không chờ lượt, khám phá thế giới One Piece và nhận về phúc lợi hấp dẫn. Tải game ngay! Xếp hạng top 10 nhân vật có Haki vũ trang mạnh nhất One Piece ở thời điểm hiện tại. Hello, 500 anh em đã cùng quay trở lại với bằng tặc xăm soi, lại là mình đây. Như anh em đã biết, One Piece là một bộ truyện tranh thuộc về thể loại phiêu lưu, hành động và đánh đấm. Trong One Piece thì có nhiều loại sức mạnh khác nhau, nhưng mà Haki chính là thứ sức mạnh phổ biến và mạnh mẽ top đầu. Phổ biến và được trọng dụng nhiều nhất thì chắc chắn là Haki vũ trang, thứ sức mạnh có thể khắc chế những kẻ ăn trái ác quỷ, đặc biệt là trái hệ Logia, những kẻ mang trong mình khả năng đao thương bất nhập, súng đạn bất hoại. Haki vũ trang thì được rất nhiều nhân vật sở hữu từ hải quân cho đến hải tặc và các thế lực khác nhau, nhưng mà cấp độ Haki vũ trang của họ thì cũng có sự phân hóa mạnh yếu rõ ràng. Vậy bạn có thắc mắc rằng ở thời điểm hiện tại ai là những kẻ sở hữu Haki vũ trang mạnh nhất hay không? Và hôm nay hãy cùng chúng mình tổng hợp 10 nhân vật có Haki vũ trang mạnh nhất và chia theo 3 nhóm nhỏ để anh em dễ nhận định nhé. Lưu ý thì những kẻ có thể đã lên thiên đường để gặp Diêm Vương như là Big Mom và Kaido thì sẽ không được gọi tên đâu nhé. Anh em có thắc mắc liệu ai sẽ có trong danh sách này và ai là người có Haki vũ trang mạnh nhất ở thời điểm hiện tại hay không? Nếu có thì mời anh em cùng đến với xếp hạng top 10 nhân vật có Haki vũ trang mạnh nhất One Piece ở thời điểm hiện tại. Let's go! Nhóm A cộng, Monkey D. Luffy, Aokiji và Barodok. Ở nhóm đầu tiên và cũng là nhóm thấp nhất trong bảng xếp hạng này, chúng ta có Barodok, một cựu đô đốc và một tứ hoàng Luffy. Về sức mạnh Haki, cả 5 người này đều sử dụng sức mạnh trái ác quỷ là sức mạnh chủ yếu. Nhưng mà đừng vì thế mà đánh giá thấp sức mạnh Haki vũ trang của họ nhé, vì họ đều là những kẻ mạnh nhất ở hải quân và hải tặc. Về phần ba đô đốc hổ tím Fujitora, đô đốc bò lục Ryokugyu, đô đốc khỉ vàng Kizazu và cựu đô đốc Aokiji, sức mạnh Haki vũ trang của những đô đốc và cựu đô đốc này thì không phải bàn cãi. Mặc dù họ sử dụng năng lực trái ác quỷ là chủ yếu, nhưng mà không vì thế mà sức mạnh Haki vũ trang của họ lại bị đánh giá thấp nhé. Bằng chứng là hổ tím có thể bọc Haki vũ trang vào thanh kiếm của mình, chống lại được những sợi tơ rất mạnh mẽ của Doflamingo. Về phần Kizazu, ông có thể sử dụng Haki vũ trang để đánh bại những hải tặc ăn trái ác quỷ, ví dụ như lần đánh bại các siêu tân tinh ở Sabaody. Ngoài ra, khỉ vàng Kizazu còn dùng kiếm ánh sáng để đấu tay đôi với vua bóng tối Zayli. Zayli là một người có Haki vũ trang rất mạnh nên đấu ngang kèo với ông thì Kizazu cũng phải không thua kém quá nhiều thì mới có thể đánh ngang được với Zayli. Nói về Aokiji, cựu đô đốc này thì có Haki cũng không hề kém cạnh so với các đô đốc khác, khi mà chim chỉ xanh có thể chiến đấu với những kẻ ăn trái ác quỷ. Đặc biệt là Aokiji đã cùng với Kizazu và Akainu chặn đòn tấn công cực mạnh từ trái Kurakura no Mi của tứ hoàng dâu trắng. Còn về phần đô đốc bò lục thì chúng ta cũng chưa thấy hắn phô diễn quá nhiều sức mạnh Haki, nhưng mà chắc chắn là một đô đốc hải quân, ngoài trái ác quỷ mạnh ra thì Haki vũ trang thì cũng không thể yếu, vì phải có Haki mạnh mới có thể đánh bại được những kẻ ăn trái doan như là Queen và King. Và cuối cùng là tứ hoàng Luffy. Mặc dù cu cậu mũ rơm hiện tại là một tứ hoàng với sức mạnh được đánh giá cao hơn cả một đô đốc, nhưng mà sức mạnh chủ yếu của cậu đến từ trái ác quỷ và Haki bá vương. Còn Haki vũ trang theo mình đánh giá chỉ ngang đô đốc ở thời điểm hiện tại thôi. Nhưng mà cũng phải nói nhá, Haki vũ trang của Luffy là rất mạnh. Cu cậu mũ rơm liên tục phấn đấu và trau dồi sức mạnh Haki vũ trang qua các trận chiến. Từ lúc cậu chỉ có thể sử dụng Haki để gây sát thương bên ngoài và gãi ngứa cho Kaido như lúc mới đụng độ, cho đến khi mà cậu học được Haki vũ trang cấp cao từ Hyokoro, cu cậu thì đã có thể sử dụng Haki vũ trang của mình đánh xuyên qua lớp vảy rồng cứng cáp của Kaido, đánh bại hắn và trở thành tứ hoàng bây giờ. Chắc chắn trong tương lai, Haki vũ trang của tứ hoàng Luffy sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Nhóm S, Mihawk xanh Akainu. Đầu tiên là mắt diều hâu Mihawk là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới thì không có gì ngạc nhiên khi mà Haki vũ trang của anh thuộc hàng bá đạo rồi. Bằng chứng là mắt diều hâu đã bọc Haki vũ trang vào thanh kiếm của mình nhiều đến mức nó đã bị nhuộm đen và trở thành một trong hai thanh hắc kiếm đã xuất hiện ở thời điểm hiện tại. Và cùng với đó, Mihawk là người đã dạy cho Zoro cách sử dụng Haki vũ trang. Với khả năng kiếm thuật và sức mạnh Haki vũ trang đẳng cấp cao, Mihawk cùng với thanh kiếm báu bọc Haki vũ trang cấp cao gần như có thể cắt được mọi thứ bằng cách chém một đường kiếm có Haki vào không khí. Mihawk thì có thể cắt đứt mọi thứ từ xa, kể cả băng của Aokiji hay là một con tàu lớn.
Ngoài ra thì Mihawk thì còn nhiều lần tỉ thí với Sanh, một tứ hoàng có Haki vũ trang top đầu One Piece, thì chắc chắn Haki vũ trang của Mihawk sẽ ngang bằng với Sanh mới có thể đánh ngang kèo. Chứ mà nếu ấy Haki của Mihawk yếu hơn, khả năng rất cao Mihawk đã phải bỏ lại cánh tay với tứ hoàng Sanh rồi. Về phần Sanh tóc đỏ, mặc dù anh không sở hữu bất kỳ một trái ác quỷ nào và không thể vỗ tay như Mihawk, nhưng mà không vì thế anh gặp bất lợi khi mà Sanh đã quá nổi tiếng với khả năng sử dụng Haki hàng đầu. Chắc chắn Haki vũ trang cũng không ngoại lệ. Bằng chứng là anh đã chặn đứng cú đấm mạnh nhất One Piece là có thể đốt cháy cả lửa của Akainu, đã được xác nhận bởi Oda chỉ với một thanh kiếm bọc Haki vũ trang. Đỡ kiếm của tứ hoàng dâu trắng solo ngang kèo với kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Và cho đến thời điểm hiện tại, Sanh thì vẫn chưa có quá nhiều đất diễn và chưa thể hiện được sức mạnh nhiều. Nhưng mà chỉ với sức mạnh thuần túy của mình và được lên vị trí tứ hoàng thì Haki của Sanh phải thuộc top đầu ở trong One Piece. Và chắc chắn rằng ở trong tương lai thì anh sẽ có thể phô diễn sức mạnh, thì ta cũng sẽ không quá bất ngờ khi mà Sanh có Haki vũ trang cực mạnh. Và cuối cùng ở trong bảng S chính là thủy sư đô đốc đương nhiệm Akainu. Ở thời điểm trước 2 năm time skip, Akainu còn là một đô đốc hải quân. Hắn đã cùng với hai đô đốc còn lại chặn đòn tấn công sức mạnh cực lớn của bố già dâu trắng bằng tay không cùng với Haki vũ trang. Cùng với đó thì chó đỏ là người đã xiên nhẹ vài lỗ trên người của dâu trắng và thậm chí đấm bay một nửa khuôn mặt của ông. Nếu mà chỉ với trái ác quỷ thì Akainu khó có thể làm được điều đó. Nói cho thấy Haki của Akainu cực kỳ mạnh. Và cho đến thời điểm hiện tại khi mà đã lên vị trí thủy sư đô đốc, chắc chắn sức mạnh Haki của chó đỏ Akainu đã mạnh hơn trước rất nhiều lần. Mặc dù gần đây hắn chưa thể hiện được sức mạnh quá nhiều, nhưng mà chỉ bấy nhiêu đó thôi, ta cũng có thể đánh giá sức mạnh Haki vũ trang của Akainu là ngang hàng với Sanh và Mihawk. Nhóm S+, Silver Jelly và Monkey D. Garp là nhóm cuối cùng và cũng là nhóm mạnh nhất trong bảng xếp hạng các nhân vật có Haki vũ trang mạnh nhất. Chỉ có hai người nằm trong nhóm Haki vũ trang mạnh nhất này, chính là vua bóng tối Silver Jelly và anh hùng hải quân Garp. Đầu tiên phải kể đến là vua bóng tối Jelly, thuyền phó của băng vua hải tặc. Sức mạnh Haki, đặc biệt là Haki vũ trang của ông, thuộc hàng mạnh nhất One Piece. Jelly chính là một bậc thầy về Haki, người thầy đã dạy Haki cho Luffy. Trong quá trình dạy, ta có thể thấy ông đã tấn công những con quái thú ở trong rừng, thậm chí còn chưa chạm vào chúng. Ông cũng đã từng dễ dàng phá vỡ chiếc vòng cổ phát nổ để giải thoát cho một tù nhân đang được bán đấu giá, điều mà Luffy đã rất chật vật mới có thể làm được ở nhà tù Udon. Điều đó cho thấy Haki của Jelly vẫn ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với Luffy. Ở trận chiến với băng dâu trắng năm xưa, Jelly đã chặn đứng đòn tấn công của kẻ sở hữu trái ác quỷ thần thoại Marco chỉ với một ngón tay có Haki vũ trang. Ngoài ra thì Jelly mặc dù đã già, nhưng mà ông vẫn một mình chống lại đô đốc ăn trái ác quỷ cực mạnh như là Kizazu. Thậm chí, ông đã xin tí tiết trên mặt của khỉ vàng. Đó là điều mà hiếm có kẻ nào có thể làm được, cho thấy Haki của ông chắc chắn là không thua kém bất cứ kẻ nào ở trong One Piece. Có thể thấy tuổi già không ảnh hưởng quá lớn đến sức mạnh Haki vũ trang của ông. Mới đây, khi mà dâu đen tấn công Amazon Lily, Jelly cũng đã là người ra mặt giải quyết tình hình. Như đã thấy, dâu đen đã chọn cách rời đi bởi hắn biết rằng đối đầu với kẻ có Haki mạnh mẽ như Jelly là không khôn ngoan một chút nào. Và cuối cùng là anh hùng hải quân Monkey D. Garp, người đã dành tặng cho nhân vật chính Luffy rất nhiều cú đấm yêu thương mà không cách nào cu cậu mũ rơm có thể chống lại được. Và sẽ rất khó nếu như mà Garp không có trong danh sách này, khi mà sức mạnh của ông chủ yếu từ Haki vũ trang. Và Haki vũ trang của Garp thì chắc chắn rất rất mạnh, khi mà chỉ với loại Haki này, Garp đã cùng với Roger hủy diệt cả băng hải tặc Rock huyền thoại. Và trong đó thì có những cái tên đỉnh đám như là Dâu Trắng, Big Mom, Kaido hay là cả thuyền trưởng Rock Dicebeth. Thông qua trận chiến huyền thoại đó thì ta cũng đã có thể hình dung Haki vũ trang của Garp mạnh mẽ và đáng sợ cỡ nào. Ở thời điểm 30 năm trước, Garp đã tập luyện khi mà đối đầu với Don Chinzao bằng cách nghiền nát 8 quả núi. Sau đó thì ông cũng là người biến Don Chinzao từ người đầu đinh trở thành người đầu hói. Khi ông đã dùng cú đấm bọc Haki vũ trang đấm cho mũi khoan nhọn hoắt của Don Chinzao trở thành một cục u ở trên đầu. Trong đoạn hồi tưởng của Kaido về những kẻ mạnh mẽ, có một chi tiết cho ta thấy Haki vũ trang của Garp đáng sợ cỡ nào. Khi mà trong đoạn hồi tưởng ấy, ta có thể thấy Garp bật Haki lên và tung nắm đấm của mình, trong khi những nhân vật khác chỉ là thoáng qua thôi. Điều đó cho thấy Kaido đã ám ảnh đòn đánh bọc Haki vũ trang của Garp. Còn về trận chiến ở tổng bộ, chỉ với một cú đấm nhẹ nhàng mang Haki vũ trang mạnh mẽ của mình, ông đã khiến cho người ăn trái ác quỷ doan thần thoại như Marco phải choáng váng và phải lảo đảo, mà vài giây sau mới có thể tỉnh táo trở lại. Hay là khi Berserk tấn công Sengoku, chỉ với một đấm nhẹ nhàng thôi, Garp đã khiến tên này gần như là sấp mặt.
Qua những chi tiết đó hoàn toàn có thể khẳng định bên cạnh Jelly, anh hùng hải quân Gap chính là người có haki vũ trang mạnh nhất còn sống đến thời điểm hiện tại. Và đó là những nhân vật có haki vũ trang mạnh nhất được chia theo 3 nhóm A+, S và S+. Nếu 1P đủ nhiều thì sơ lược qua, chúng ta cũng có thể hình dung được sự chênh lệch sức mạnh haki vũ trang của 3 nhóm này, khi mà A+ là những người có haki mạnh top đầu nhưng mà lại khá mờ nhạt so với sức mạnh trái ác quỷ. Còn ở nhóm S thì ta có thể thấy họ sử dụng haki như một món vũ khí chính. Sức mạnh haki của họ ở đẳng cấp gần như là cao nhất. Haki của họ có thể so sánh với các nhân vật huyền thoại nhưng mà vẫn chưa thể bằng được nhóm S+. Đây là nhóm các nhân vật có haki vũ trang mạnh nhất. Họ là những huyền thoại còn sống. Sức mạnh haki vũ trang của họ thì có thể nói là ao trình so với phần còn lại của thế giới. Trong thực tế đã có nhiều trận đánh của những nhân vật khác nhau và ta có thể thấy sự chênh lệch đẳng cấp haki vũ trang của họ. Ta có thể lấy ví dụ qua trận chiến của Luffy và Kaido. Nếu Kaido còn sống thì ta có thể xếp Kaido vào nhóm S và họ đã có một trận chiến có sự chênh lệch lớn về sức mạnh haki, đặc biệt là haki vũ trang khi mà Kaido gần như áp đảo Luffy về sắc màu haki này. Dù là ở những phút cuối của trận đấu thì sức mạnh haki vũ trang của Luffy dù ở đẳng cấp cao nhưng mà vẫn khá yếu so với Kaido. Chỉ tiếc một điều, Luffy mới là nhân vật chính nên Oda đã bắp trái ác quỷ của cu cậu mũ rơm nên Kaido mới thua. Chứ nếu mà Luffy mà không phải nhân vật chính thì rất có thể cu cậu đã phải bắt Grab về âm phủ mất rồi. Và đó là bảng xếp hạng top 10 nhân vật có haki vũ trang mạnh nhất 1P ở thời điểm hiện tại. Vậy còn ý kiến cá nhân của các bạn thì sao? Nhớ để lại comment cho mình biết ý kiến của các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại góc comment như thường lệ nhé. Bạn Duyên Nguyễn: em xin lỗi anh, giờ em mới coi, do đi học nhiều quá nên em cũng sắp xếp thời gian coi. Mong anh cho em lên TV. Ok bạn nhá, học hành chăm chỉ thì cũng nhớ dành thời gian để xem clip để ủng hộ bọn mình nhá. Giờ thì bạn được lên TV rồi đấy. Bạn tiếp theo là bạn Anh Bùi: anh so sánh sức mạnh dâu trắng với vua hải tặc đi anh. Để so sánh sức mạnh của hai nhân vật huyền thoại này thì rất đơn giản thôi. Họ đã từng giao chiến với nhau nhiều lần và vẫn bất phân thắng bại. Vì thế sức mạnh của họ là gần như là ngang nhau. Bạn tiếp theo là bạn N359 Gaming: từ khi xem 1P đến giờ chưa bao giờ nghĩ bác Oda sẽ bắp trái ác quỷ của Luffy ảo đến vậy. Mình thì cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Dù gì Luffy cũng là nhân vật chính của 1P, nếu như mà chỉ ăn một trái quỷ cùi bắp thì lại không xứng với danh người sở hữu haki nhân vật chính rồi, đúng không anh em? Và đó là góc comment của ngày hôm nay. Cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn. Video đến đây là kết thúc rồi và nếu thấy hay nhớ để lại một comment, một like và một subscribe nhé để ủng hộ cho Băng Tạc Xăm Soi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nhé. Bye bye!